Vì anh cháu cũng xin chia sẻ với quý vị vài đoạn giải giáo lý của Đức Thầy và của ông sư giải Văn Phai và hoặc là của ông ba, thì cho cô bác để nắm bắt cái cơ hội để góp nhẹ vào lòng để tu trong một thời gian sắp tới đây. Thế Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là chúng ta lên cái kiếp con người không phải dễ nghe quý vị. Có khi chịu kiếp chúng ta làm các con vật mà chúng ta không hay đấy. Vì thế chúng ta được may mắn căn duyên đầu tay lên chân đất nước Việt Nam, được gặp được giáo lý của Đức Thầy, mà chúng ta không tu nữa là uổng lắm quý vị. Thành thử ra bây giờ là Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là không tu cùng khổ cũng vinh, đừng có trách sao con kỳ bảo. Thành thử ra bây giờ là Đức Thầy nói từ năm 1939 tới bây giờ, cách đây là 82-83 năm rồi mà chúng ta còn bê trễ. Đức Thầy nói mấy người bê trễ mà chậm chân tới Thầy đó nha, gắn đi tiếng này về, ai chưa tu, ai chưa thượng tâm bảo thì nên nó là thưởng ngôi thờ lại và thượng tâm bảo để quy y theo giáo lý của Đức Thầy. Còn nếu mà ai mà quy y theo giáo lý Đức Thầy bữa nay, ngày mai muốn nổ, chúng ta cũng có cái vé đi vô trong phạm vi 4 kinh tạng mà để coi đời. Mà nếu mà quý vị mà bê trễ đến quý vị không mua được cái vé đó thì coi như chúng ta không thể nào vô trong phạm vi 4 kinh tạng được. Thành thử ra bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đó, là trước hết trơn rồi nhưng mà mình còn đây trễ. Đây em cháu xin nói ngắn gọn và Đức Thầy cho chúng ta biết rằng năm và tháng. Đức Thầy nói quý tuổi đó, báo tánh gian nan, dương gian phải chịu vô vàng đắng cay. Mà quý vị có thấy là bây giờ toàn cầu thế giới có phải là vô vàng đắng cay chưa quý vị? Dương gian phải chịu vô vàng đắng cay. Tháng 3, đây chúng ta mới tới tháng riêng đúng không? Bắt đầu tới tháng 3. Hôm nay tháng 3 sống chết chẳng hay. Tháng 10 nhâm ngủ ít cười khóc lung. Bây giờ chúng ta bây giờ bình thường tới tháng 3 chúng ta chết chúng ta có hay không? Không ai hay hết. Thành thử ra hôm nay tháng 3 sống chết chẳng hay. Tháng 10 nhâm ngủ ít cười khóc lung. Tới tháng 10 đó là cái cười vui vẻ như ngày xưa chúng ta không còn nữa. Mà khóc là nhiều. Bởi vì cha chết hoặc mẹ chết hay hoặc con chết, dịch bệnh này nó tấn công rồi chết rồi bắt đầu là lúc đó lo khóc không. Cái cười thì nó không có được bao nhiêu. Thành thử ra ông nói tháng 10 nhâm ngủ ít cười khóc luôn. Rồi ông nói chạy đâu cho khỏi cuộc. Bây giờ quý vị dịch bệnh này quý vị chạy đâu nè? Hỏi trên xe này có ai biết đường chạy không? Dịch bệnh này không thể nào chạy đâu được hết. À, nếu con này cũng hiểu cái lý của Đức Thầy có dạy đó. Nha bạn không thương đâu quý vị. Mà Đức Thầy ngày xưa đó là có một đệ tử của Đức Thầy hỏi gì chứ sau này giặc giả chiến tranh và các thứ dữ và dịch bệnh này mình trốn đâu Thầy? Đức Thầy nói ra bàn không thiên là trốn. Thì quý vị biết cái bàn không thiên thì làm cái cây lên đó nó là chừng vuông nhất nếu như ai làm được chừng hai tấc vuông thôi mà sao mà chúng ta trốn được. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết rằng chút lại sau này Đức Thầy về nước chúng ta chứ không có cách nào trốn với nó được hết. Còn ai mà chưa có bàn thông thiên đó thì nên sửa cái bàn thông thiên lại nghe quý vị. Tại cái bàn thông thiên là nó quan trọng nhất ở trong đó là ba cái ngôi thờ, nhưng mà cái bàn thông thiên là trọng quan trọng nhất. Thành thử ra Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là nhà chặt hẹp đó, chỉ một bàn thông thiên là đủ, chỉ một bàn thông thiên thôi. Còn nếu ai mà không có cái bàn thông thiên đó thì Đức Thầy cho biết rằng là cái đạo ác như vậy. Thành thử ra Đức Thầy viết ra cái bài thông thiên đó, Đức Thầy mới nói là đạo ác xảy ra rất thảm thường, làm cho dân sự ngổ thông thiên, xô ngang ít cửa rồi trọng lợi, Phật thánh đi xa có giúp gì. Thành thử ra chúng ta không có coi trọng cái bàn thông thiên đó, nó ngã tới ngay luôn rồi xô ngang rồi ngổ được luôn. Mà khi tới trong gia đình chúng ta có người chết hay hoặc là người thân mình bệnh đó thì nhớ tới bàn thông thiên đem lại trọng lại. Mà chồng lại gọi là muốn là cho Phật không lại liền không, mà ông nói Phật thánh đi xa rồi khó rước liền đó. Thành thử ra ông ba thường nói là chừng đau niệm Phật như dông, niệm thuốc cho muốn là lợi trị cho hết bệnh liền không. Nhưng sự thật đó là mình không hiểu cái lý. Nếu mình cúng lại mỗi ngày là Phật không ở gần bên mình, hô mình niệm Phật là tới liền. Thành thử ra ai mà chưa có cái bàn thiên chưa hoàn toàn thì nên sửa về làm cái bàn thiên cho nó ngon lành để cúng lại nha quý vị. Thì thôi em cháu xin trả lại cái bài nhãn. Thành thử ra ông nói là tháng 10 nhâm ngủ ít cười khóc lung, chạy đâu cho khỏi ức mừng, linh linh báo tánh vô cùng thở than. Đi tới đâu cũng ai than thở mà không có được gì chơi. Tiếng này vô dịch bệnh này là mà không có được tiền cho muốn đi chùa cũng khó. Thành thử ra ông nói linh linh báo tánh vô cùng thở than.
tới thương người tiếp ruột bầm gan đó bạn. Mà trên xe này quý vị biết là tiếp ruột mà bầm cái gan còn sống nó vậy chắc chết đó. Nó thành thử do ông nói thương người tiếp ruột bầm gan thăng nằm như củi làm than chập chập. Bây giờ quý vị thấy củi đó nó nằm ở bên lề đường nhóc ở chân mà chúng ta không có thấy gì quan tâm tới, nhưng mà đức thầy cho biết rằng sau này than nó nằm như củi. Còn ba thì nói là thương ba năm chợ không đến chiều, nhà không người ở, niệm niệm nhiều nam mô thay chẳng lóc mà lại thôi khô, nước không có uống mà nam mô đạo nào. Cái chuyện đó là chết rồi là không thể nào chôn được, không ai chôn, thành thử ra để thôi khô. Thành thử ra đức thầy mới nói là thân nằm như chuỗi làm than chập chồng, làm than chập chồng là nào giờ chúng ta một người chết chôn một lỗ nữa chứ, mà sau này coi chừng cái cu ve nó móc đó nha, một lỗ nó đẩy xuống cả trăm người chứ. Thành tới giờ ông nói thân nằm như củi làm than chập chồng lên ha. Rồi tới ông nói là trở lại tháng ba, ông nói tháng ba báo tánh khúc dòng bị tàn nó dưới máu hồng trung dân. Tàn là gì quý vị? Tàn là Trung Quốc đó. Trung Quốc nó sẽ vô, nó sẽ là đánh đất nước chúng ta đó. Còn có đoạn đức thầy nói là lao sao bể bắt nô tàn, quân phi tham báo xa gần cũng qua, tranh thân tư gõ tài ba, cùng nhau danh việc mới là thế thôi. Và tất nhiên là đức thầy cho chúng ta biết là cảnh giác đất nước Trung Quốc nó sẽ qua, nó xâm chiếm đất nước chúng ta. Mình thử ra ông nói tháng 3 báo tấn khúc dòng bị tàn nó dưới máu hồng tuôn rơi. Rồi tới tháng 5 đó, tháng 6 mình rụng rời cho nó quý vị. Mình báo tháng này là tháng dương nha, mà tới tháng 5, tháng 6 đâu biết sao nha quý vị. Mình thử ra ông nói tháng 5, tháng 6 là rụng rời cho nó. Rồi tới tháng 7, tháng 8 nửa đời bây giờ. Nửa đời là trên trụ là chết phân nửa nha quý vị. Nhưng mà mình chỉ bây giờ mình tháng tháng dương thì mình sợ lo sợ tới đó đi, cho em cháu không quyết định tới đó nha. Thành thử ra giờ cái cơ lúc Phật cũng nói là máy thiên cơ mở phút nửa thai, não thậm chí như thể tên bay, buồn dinh nhục cứu mai con lát à. Thành thử ra là ông nói là tháng 7, tháng 8 á, nửa đời bây giờ là chết phân nửa trên trụ này đó. Rồi là ông nói lớp thì binh khí nha, lớp thì binh mang. Binh khí là giờ các nước trên thế giới nó chế hạt nhân cái nào cái nấy mấy chục tấn không nghe quý vị, mà tới chuyện đó nó gọi một cái rồi thì chúng ta ở đâu. Thành thử ra ông nói lớp thì binh khí, lớp thì binh ma. Binh ma là gì? Binh ma là nếu ai không tu đó là sau này đó bên binh ma đó là nó bắt hồn nó dậy dựng chết, dậy dựng chết cho nghe quý vị. Là tại vì ông ba cho biết rằng con Phật, Phật nhất, con ma, ma bắt, con quỷ, quỷ diệt. Sau này đó là ai không tu đó, là phe nó là nó bắt nghe dựng chết, nghe dựng chết rồi. Thành thử ra ông nói lớp thì binh khí, lớp thì binh ma. Lớp nào ban cái, lớp nào binh dương. Ban cái là nước ngoài á, 5-7 tỉnh nó gom lại là nó kêu bằng cái ban. Ban cái là nước ngoài nó qua đây nó xâm chiếm đất nước chúng ta. Là ông nói lớp nào ban cái, lớp nào binh dương. Binh dương là chất trời đưa xuống, đưa xuống tiền diện cho người hôn án. Thành thử ra ông nói lớp nào ban cái, lớp nào binh dương. Cái mùa màng thất bát thảm thương, mùa màng thất bát thảm thương là đối với quý vị. Thành thử ra đức thầy cho chúng ta biết là duyên trần xuống biểu bóp phai, cháo giao lỡ dạ tháng ngày cho qua, ngắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trù tiến mới là lưỡi mai. Thành thử ra bây giờ chúng ta ăn chay đi, thiệt khổ vậy đó, đến chừng đó chúng ta mới sống lại được. Chứ mà là ăn cao luôn đi dự tới chừng đó, coi chừng chúng ta chết trước đó. Thành thử ra ông nói mùa màng thất bát thảm thương, ngó lên tại núi tư lương trong lòng, có khi nửa trái thập phòng trái lên núi cấm chạy dòng để ôm. Mà tại vì mùa màng thất bát thảm thương này nhớ tới đồng đạo Hồng hay đồng đạo Dương gì đó, ngủ nước chùa đi núi nó trời ơi năm nay mà ngủ nhiều quá không có đi nữa. Mà tới chừng đó mùa màng thất bát thảm thương rồi, tất nhiên là đức thầy nó vừa lo đủ ấm thôi, nào bọc mà chi mà 20 con đủ sống rồi không chịu đâu. Thấy mía năm nay chín quá, mía 14 màng đó là chạy ra 60-70 người đâu có thời gian đi chùa, mà đồng đạo Hồng vũ của chùa cái nó tàn ơi mất đi xả lúa rồi đó. Rồi tới chừng thất bát lại là mấy nhớ là dòm lên mấy núi nè tương lương trong lòng đó. Giờ ông nói có khi giữa trái một phòng nha, trái lên muốn cấm mà chạy vòng đỡ không, mà trái dưới đất liền này nè. Thử đức thầy cho chúng ta biết rằng là sau này đó là ông nói nước kia giữa nọ tưng bừng thảm cho thế sự đẩy lừng nạn tai, thời chúng lại không lo tu niệm cứ mãi mê ngạo biết phê phan, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục báo sắp tràn hải dân. Ông cho biết rằng là nước ở dưới mà lửa ở trên, mà nó cháy già lên tới núi cấm cho nó nghe quý vị, vì thế này chúng ta chống đâu nè. Thành thử ra ông nói đôi khi
nửa trái thập phòng trái lên núi cấm chạy vòng được không? Rồi mới tháng 10 đó giặc đánh có chồng. Cái chừng đó nghe tháng 10 đó là chúng ta mà lo chạy nó đến chồng này, chồng đời này chồng đời kia không biết chạy đâu đó nha. Không có tháng 10 giặc đánh có chồng, chúng sanh hải giá lo phương phương hành nha. Ông kêu chỉ là gán lo phương phương hành trong thời, ông không có kêu là gán lo mặn nha quý vị. Ông nói gán lo phương phương hành chứ không có kêu là gán mặn nha. Thành thử là ông nói chúng sanh hải giá lo phương phương hành. Thì năm dê đó tan giả đã đành, tan điền thương hải cũng đành lộn văn, nó tan điền là dưỡng đó, là thất thất trận sau này là tiên luôn đó, thất trận sau là đói luôn đó. Ông ba thì ông ta biết là đói thời ăn bắp chú phai, bắp chú phai hết thì chiều mai ăn đá luôn đó, là tất nhiên là hết bắp hết phai rồi còn đá thôi mà. Nó thành thử ra thất thất trận sau này nữa là rồi tiên luôn đó. Thành thử ra là ông nói mùa màng thất thất ổng thương quá, lên tới núi tiên luôn trong lòng, có khi nửa trái phật hồng tới lên núi cấm chạy vòng được không? Tháng 10 nhận đánh có trời, chúng sanh hãy gác lo phương tu hành. Năm dê tan giả đã đành, tan điền thương hải cũng đành lòng dân. Rồi nói xa, rồi lại nói gần, hết trời kêu nhéo cho trần gắn theo. Ông nói hết trời cho ông đâu nói còn đời quý vị. Thành thử ông nói hết trời kêu nhéo cho trần gắn theo, màng cho cháu chết cũng nghèo quý vị ơi. Sao không mình nghèo rồi đó. À, tôi nói mà ngày mà đêm nó nghèo hoài à. Ai à. Thành thử ra bây giờ quý vị ơi, mình vừa no đủ ấm thôi à. Thành thử ra ông nói màng cho tới chết cũng nghèo à. Bây giờ quý vị số nghèo là nghèo à, mà giàu là giàu à. Nó nói dán theo một đạo nha, hiểm nghèo cũng mê à. Ông nói mấy người chẳng có tin tôi, sau đây sẽ thấy việc đời ở thôi chứ nè. Thì Đức Thầy cho chúng ta biết rằng Đức Thầy nói năm 1939 tới giờ mà không ai tin ra. Hết nữa ra Đức Thầy mới nói mấy người chẳng có tin tôi, sau đây sẽ thấy là mắt của chúng ta thấy việc đời ở thôi chứ. Rộng nói bao giờ còn mạnh như châu như đó, lớp còn mạnh quá, ai xôi lúc nào. Bây giờ quý vị biết là châu là gì không quý vị? Vì cái năm vừa rồi đó, năm Canh Tý thì có đất nước Việt Nam chúng ta có thể chết không? Mà năm Sửu vừa rồi đó thấy chết khủng khiếp không? Mà luôn phải riêng đất nước Việt Nam trong nước ngoài nó còn chết còn dữ hơn mình. Mà là ông nói bao giờ còn mạnh như châu là ý ông nói là châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Quý vị biết là nước lớn mà ông nước lớn con, mạnh quá, ai xô lúc nào là chứ ai đánh nó nổi. Nước Việt Nam mình dám đánh nước Mỹ nổi không? Châu Á nổi không? Châu Phi nổi không? Thành thử ông nói bao giờ còn mạnh như châu, lớn con mạnh quá, ai xô lúc nào. Dịch bệnh này đó là trời đưa xuống là xô lúc hết trơn. Ông nào ông ấy là chạy có cờ trơn. Thành thử ông nói bao giờ còn mạnh như châu, lớn con mạnh quá, ai xô lúc nào. Con sủ nó lớn biết bao, có khi ngã xuống một giây tư tàn. Con dê thấy vị rõ ràng, bằng tăng sĩ thân phàm thế gian. Là bằng tăng sĩ là Đức Thầy, phân tàn thế gian là Đức Thầy nói trước hết cho chúng ta mà chúng ta không chịu nghe. Thành thử ra bây giờ quý vị dán tu đi, tới chừng đó chúng ta không thể nào sống được cái chết. Nếu chúng ta không tu, mà chúng ta tu đến tới chừng đó chúng ta ở đâu nè. Bây giờ em cháu xin chia sẻ cái đoạn cho biết rằng là tới chừng đó chúng ta ở đâu mà chúng ta mới sống. Đức Thầy mới nói mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật Thần giúp lên. Quý vị không rút lại là sao? Ông bà cha mẹ quý vị ở đâu mà giúp quý vị? Còn kẹt quý vị một thế giới thì sao giúp quý vị được? Thành thử ra quý vị cố gắng lo rút lại tới chừng đó cũng liền cái tổ ông bà chúng ta từ địa ngục thoát được, cứ về đây cứu chúng ta, bốc chúng ta lên rồi khỏi cái vùng khổ nạn. Thế nếu chúng ta làm cái dưới này là chúng ta là không thể nào sống được. Thành thử ra ông nói là mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật Thần giúp lên, nền vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao lý dưới miền trần gian. Đó, khỏi lo nữa, tới chừng đó là về cái cảnh đó rồi chúng ta khỏi lo đâu. Rồi ông nói mấy đứa nha, hung ác nghiêm nghe. Hung ác nghiêm nghe là không có đạo đức. Nói ra thì đê mà không à, chứ không có nói là chữ Phật chứ gì chứ. Nói ra là chữ Thầy không. Thành thử ra ông nói là mấy đứa hung ác nghiêm ngang, có tướng Ngọc Hoàng sai xuống bốn phần.
là Ngọc Hoàng sai các chi tướng chúng dân dành thế lên nha. Ông nói có tiếng Ngọc Hoàng sai xuống bốn phần, từng cha khóc nẻo cùng đàn, người nào đem bạc ngổ ngang mất rồi. Là quý vị bây giờ quý vị tại quý vị không hiểu lắm, cái trời người ta xuống nóng cà chấm cho quý vị mày, là nhà nào không tu là nóng cà tan. Thành thử ra ông tôi biết là người nào đem bạc ngổ ngang mất giờ là đem bạc là sao, là cái người không tu. Trong sát thải của chúng ta nó không có ánh sáng, còn những cái người tu niệm Phật đó tiến lại đó, trong sát thải chúng ta có ánh sáng. Thành thử thứ thầy cho chúng ta biết là A Di Đà dòm xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hầu quang ngũ sắc thiện lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Nếu ai mà niệm đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cũng không khác nào chúng ta cái chàng hầu quang nó sẽ hút vào trong người chúng ta, sau này chúng ta có ánh sáng. Còn nếu mà chúng ta mà không niệm đến cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, con người chúng ta có mùa. Thành thử ra ông ấy từng tra khóc nẻo cùng đàn, người nào đen bạc, đen bạc là không có tốt, ngổ ngang là không có đạo đức, bắt dài là mất là dễ dịch chết, hoặc là nhiễm bệnh vô là buổi sáng buổi chiều chết. Thành thử ra ông ấy là từng tra khóc nẻo cùng đàn, người nào đen bạc ngổ ngang mất dài, sàn đi sải đại bằng nang, hết xấu cho tới tốt nè, hết dông cho tới tồn, hết xấu cho tới tốt là sao, hết dông cho tới tồn là sao. Cái ví dụ là từ đó giờ cũng hiền khô à, không nói gì ai cũng hiền, người sớm rồi ta xét mình cũng hiền, mà hiền đó là chưa bằng hiền khô, hiền có nghĩa chết khô, chết khô là không có niệm Phật, không có đông đức lại, ai làm gì làm, quanh năm suốt tháng không nói gì ai, là ta kêu bằng hiền khô, nữa hiền chết khô. Còn hiền chúng ta là lấy dụ hiền cúng lại, hiền có lòng từ bi, thấy là khổ não là ra tay cứu giống liền, hoặc là làm có như từ cổ là thấy người ta đói khổ không gạo ăn là mua cho liền đó. Vậy là mình hiền là hiền tâm chúng ta phải lo gác lo niệm Phật, lòng từ bi chúng ta ai nói đắng nói cay thì gác nhịn hết, đó là hiền. Hiền đó là niệm Phật thường tiên, sao là chúng ta về thành Phật thánh tiên. Còn nếu mà hiền mà là ai nói gì nói, ai làm gì làm, ai chết sống hoặc ai là kêu bằng hiền khô, thì ngỡ chết khô thôi quý vị. Nó thành thử ra bây giờ là quý vị còn trên xe này nha, tôi nói câu nói này thì quý vị cũng hơi đụng chạm, ai cũng mấy thông cảm nha. À, mà ai còn tôi dai đó nha, thì cái này dám bỏ tôi dai nha, có duyên cho mượn mới là nha. Chúng ta muốn cứu người ngọc tòa ta lên nha. Cái chuyện là Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết rằng nè, khi trong nam nữ đừng phiền nha, cũng đừng giấu của, giấu tiền làm chi. Trời ơi, dâu giờ giấu làm gì quý vị ơi, làm trước làm Phật bánh tiên liền không chịu. Thở ra bây giờ quý vị là nên chuyến này là về là ai có dư đó thì nên cho mượn hoặc là cho dai cũng nhẹ nhẹ quý vị. Nó đủ sống, đủ sống mua ba miếng tổ ăn được rồi, cũng có cho dai mà sống già. Thì tới chừng đó thì là chúng ta khổ lắm. Thành thử ra có thiên trong nam nữ đừng phiền, cũng đừng giấu của, giấu tiền làm chi. Nhiều đất, nhiều ruộng như thì sủ vàng thì đại sầu bi rất nhiều. Sủ là đông nhiều rồi nha quý vị. Thấy dịch bệnh nó tấn công rất là không, bây giờ ai có đất nhiều nhiều nên chiếm bán bớt đi, đặng làm mướn. Cho nói sủ vàng thì đại sầu bi rất nhiều nha. Rồi ông nói giáp tí là năm trăm tí nhiều rồi. Giáp tí chưa có bao nhiêu, bước qua ác sủ, bệnh đa đối nhiều. Đó, no mai rồi lại tối chiều như quý vị. Bây giờ mình thấy giấc này mình no đó, nhưng mà chiều mai mình đói có ai không? Tại vì nó mới nguy cơ mỗi phút mỗi thay mà. Mình tự ra là có no mai rồi lại tối chiều. Giàu nay mai lợi nhiều nhiều giấc ra nha quý vị. Đó, thì là giàu thì quý vị biết rằng là cái này nó giàu sang như nước trên nguồn. Gặp cơn mưa lớn nó tu có giàu rồi mà. Tới không có nghèo. Nghèo mà biết niệm Di Đà hơn giàu mượn của để mà cho dây. Rồi sao đi thải ăn mài quý vị ơi, tôi nghe con này tôi sợ quá. Thật tử lắm đó, rồi sao đi thải ăn mài chứ. Đi thời mang cuốc, mang cài một bên. Tại bây giờ đến vậy quý vị thấy nhiều kia á, quý vị là nghèo khổ đó, có người quá khổ đó. Bây giờ cầm có cái cuốc là sống hoài vậy. Thì chính như là ông cho chúng ta biết là đi thời mang cuốc,
mang cài một bên là sau này làm trâu làm bò cài trả lại cho ta đó nghe quý vị. Tự do mới đi thời mang cuốc mang cài một bên đó là sau này chúng ta làm trâu bò mà trả lại cho những cái người mà chúng ta cho dai đó nghe quý vị. Nó không nói giàu mà chẳng có bệnh, chưa từng cực khổ không nên đâu là. Nào giờ mình đâu có cực khổ để cho dai lấy tiền ăn không đâu cực khổ. Thành đỡ ra ông nói là chưa từng cực khổ không nên đâu là. Giọng nói cho dai gạo quỷ tiền ma lấy lời thập hỏi đem ra cúng chùa. Bữa nay quý vị có cho dai mà đem ra cúng chùa thì nên cúng về về bớt bớt lại nha. Ông nói lấy tiền thập hỏi á, thập là nhân lên là cộng là nhiều đó, lấy tiền thập hỏi đem ra cúng chùa. Rồi ông nói tới đâu nói nạnh nói lùa quê mùa Hà Nghi. Tất nhiên là chúng ta lường trong của thế là của là bá gia ba tấm. Thành thử ra bây giờ đó là trên xe này ai mà có cho dai thì em cháu nói cũng thông cảm, đừng có buồn em cháu. Thầy cái đoạn cái bài này nó giải ra giải cho cô bác đó là nắm bắt cái cơ hội đặng về chuyến này mới có cho dai lại ngày lấy được 3 miếng tủ ăn được rồi. Nó mình cũng chơi nhẹ thôi. Anh thở ra chứ này về bớt bớt lại thôi. Không nói là bớt lại nha. Chứ không phải tôi kêu người này về là lấy cho ta hết đi rồi đói rồi chạy lại nói tại rồi lại hồng đó là không có được nha không. Cứ như về mình bớt lại tụi hoặc cho mượn nó không có mắc tới vốn. Mà nó về mà nghe nói vậy nó về bán thôi hoặc cho ta hết thế là người đói chạy lại nói tôi nói là chết anh rồi. Không có được. Anh thở ra và anh cháu cũng xin chia sẻ với quý vị cái đoạn này để cho quý vị nắm bắt cái cơ hội để góp nhẹ vào lòng thằng cho chúng ta cũng tu cực thời gian cho tới đây chứ để là tới chuyện đó nhiều tiền cũ quá bỏ hết rồi quý vị ơi. Thì anh cháu cũng xin nói tới đây cũng dứt lời cái đoạn này thì anh chị Hồng Ân tâm bỏ vào mùi chung tư phật cho quý vị được thường tâm ăn lạc sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô A Di Đà Phật.